Tử vi tháng 10 âm lịch năm Quý Mão 2023 của con giáp người tuổi Hợi, thiểu sự hăng hải, thái độ quể quải. Xem tử vi tháng 10 âm lịch năm 2023 cho biết, những chú Hợi phải đối mặt với cục diện tự hình nên mặt cảm xúc có nhiều thay đổi, trạng thái tinh thần không mấy hăng hải, thái độ làm việc quể quải, không muốn cố gắng, bạn cần phải chuẩn bị sẵn sàng tư tưởng cho bản thân. Chớ vì một chút rắc rối bất chợt xảy ra mà thành ra bi quan, chán nản, thậm chí là bỏ cuộc. Trong công việc, con giáp người tuổi Hợi có xu hướng tách biệt với mọi người, không muốn hợp tác với người khác mà chỉ muốn một mình hoàn thành nhiệm vụ. Thái độ làm việc quể quải, không muốn cố gắng, đó là nguyên nhân chủ yếu khiến bạn dậm chân tại chỗ, khó có cơ hội phát triển. Chính vì thế, bạn nên bắt đầu thay đổi chính bản thân mình thay vì đổ lỗi cho hoàn cảnh khách quan. Tháng này, tình hình tài lộc của người tuổi Hợi không có dấu hiệu phát triển tích cực. Nguyên nhân là công việc có phần thụt lùi, bạn sẽ phải dành nhiều thời gian để khắc phục khó khăn hơn là tập trung phát triển đi lên, khẳng định giá trị bản thân, nên lương thưởng cũng ảnh hưởng ít nhiều. Buôn bán kinh doanh túc tắc vẫn có lợi nhuận nhưng còn kém xa với lợi nhuận mong muốn ban đầu của bạn. Về phương diện tình cảm, để vượng thúc đẩy khiến cho con giáp này dành phần lớn tâm trí cho sự nghiệp, không mấy quan tâm tới chuyện tình cảm cá nhân. Với người độc thân thì không mấy ảnh hưởng nhiều, nhưng điều đó có thể tạo khoảng cách giữa các cặp đôi. Bạn nên tìm cách cân bằng công việc và đời sống cá nhân của mình. May mắn đối với con giáp người tuổi Hợi thì tình hình sức khỏe đang ở mức ổn định, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, trắc trở, song bạn vẫn không quá mức nhục chí, những suy nghĩ tích cực sẽ góp phần giúp bạn cảm thấy phấn chấn và khỏe mạnh hơn. Xem tử vi tháng 10 âm lịch năm 2023, đối với con giáp người tuổi Hợi, luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh sự nghiệp. Tháng 10 âm lịch này cũng chính là tháng bản mệnh của con giáp người tuổi Hợi. Bạn phải đương đầu thải tuế, dự báo một tháng không hung thì hòa, mưu sự chật vật, bỏ ra nhiều công sức nhưng chưa chắc đã thu về thành quả như mong đợi. Tự hình án ngữ, vận trình sự nghiệp của những chủ Hợi có nhiều trì trệ. Nguyên nhân chủ yếu là do chính tinh thần quể quải của bản mệnh gây ra. Tháng này, mặt cảm xúc của người tuổi Hợi có nhiều thay đổi, làm gì cũng không thấy hăng hải, thường xuyên mệt mỏi, lười biếng, càng không có sự cố gắng. Việc cũ, việc mới thường xuyên bị tồn động, còn giáp này luôn kiểm cỡ trì hoãn tới lúc nào hay lúc ấy, nhưng điều đó chỉ càng khiến cho mọi việc thêm bế tắc mà thôi. Đó là nguyên nhân chủ yếu khiến bạn dậm chân tại chỗ, khó có cơ hội phát triển. Ngoài ra, con giáp này còn có thể gặp khó khăn trong những việc đòi hỏi, làm nhóm hay làm chung với người khác, chủ yếu là do bạn có xu hướng tách biệt với mọi người, không muốn hợp tác chỉ vì muốn một mình làm cho xong việc. Người tuổi Hợi luôn tránh việc giao lưu, thái độ làm việc bảo thủ, cứng đầu, chỉ thích làm mọi việc theo ý mình. Điều này cũng sẽ gây ảnh hưởng ít nhiều cho mọi người xung quanh, thậm chí làm xấu đi các mối quan hệ của bản thân. Trạng thái làm việc sa sút khiến nhiều người có cảm giác chán nản, nảy sinh suy nghĩ muốn nhảy việc. Tuy nhiên, đây cũng là tháng cận kề của năm, ý định thay đổi công việc là không phù hợp. Bạn nên suy xét kỹ càng, trở bồng bột đưa ra quyết định nóng vội, kẹo tiến thoái lưỡng nan, đi không được mà ở cũng chẳng xong. Lưu ý tháng này có nguyệt lệnh lâm đế vượng, ngũ ý vận khí sẽ dần tăng. Có thể sẽ có những khó khăn ban đầu, nhưng chỉ cần bạn ý thức được trách nhiệm của mình, chủ động thay đổi, hành sự không nóng vội thì chuyện đâu sẽ có đó. Kiên nhẫn, nhẫn nại sẽ dẫn tới thành công. Cơ hội không tự nhiên mà đến, vậy nên bạn phải chủ động tạo ra nó. Ngoài ra, sự cộng tác với đồng nghiệp và lãnh đạo là rất quan trọng. Việc duy trì giao tiếp và hợp tác tốt với họ sẽ giúp cho bạn hoàn thành nhiệm vụ công việc tốt hơn và cũng có lợi cho sự phát triển nghề nghiệp trong tương lai của bạn. Nhìn chung, trong tháng Quý Hợi này, đối với bản mệnh, cần phải chuẩn bị sẵn sàng tư tưởng cho mình, trở vì một chút rắc rối bất chợt xảy ra mà thành ra bi quan, chán nản, thậm chí là bỏ cuộc.
muốn mọi thứ ở chuyển biến tích cực. Trước hết, bạn nên bắt đầu thay đổi từ chính bản thân mình, xốc lại tinh thần làm việc, thay vì đổ lỗi cho hoàn cảnh khách quan. 2. Luận về phương diện tài chính. Tử vi tháng 10 âm lịch cho biết, tháng này tình hình tài lộc của con giáp người tuổi Hợi không có dấu hiệu phát triển tích cực, thậm chí còn có thể thụt lùi. Bản mệnh chịu ảnh hưởng của thái tuế, đương đầu với nhiều cản lực. Đủ chuyện xui xẻo có thể ập tới bất ngờ. Việc kiếm tiền trở nên chật vật hơn, dù có nỗ lực nhưng kết quả rất chậm và gần như chưa thấy tác dụng gì ở thời điểm này. Với người làm công ăn lương, công việc chính mang tới nguồn thu nhập ổn định nhưng lại gặp nhiều khó khăn, có thể ảnh hưởng tới nguồn lương cố định của bạn. Tháng này bản mệnh có phải dành nhiều thời gian để khắc phục khó khăn hơn là tập trung phát triển đi lên, khẳng định giá trị bản thân nên lương thưởng cũng kém đi ít nhiều. Với người làm kinh doanh, việc buôn bán kinh doanh túc tắc vẫn có lợi nhuận nhưng còn kém xa với lợi nhuận mong muốn của bạn. Đầu tháng sẽ cần sự kiên trì, bản lĩnh vững vàng. Bởi đây là thời điểm vận khí dễ sa sút mạnh, khó khăn ập tới. Nhưng chỉ cần bạn không nản lòng, bỏ cuộc giữa chừng thì giữa tháng trở đi có nguyệt lệnh để vượng mang tới vận khí cát lành, gặp hung hỏa cát, mang tới không ít nhận vận may tài chính cho người tuổi Hợi. Đã vậy, các khoản chi tiêu trong tháng tăng lên đột biến, đủ các khoản tiền phát sinh trong công việc cho gia đình, cá nhân, chi phí sinh hoạt, đi lại, khiến bạn dù không muốn cũng sẽ phải bỏ tiền túi ra lo liệu. Lúc này, nếu không có khoản tích lũy từ trước đó, e rằng cuộc sống thêm phần eo hẹp, cần liệu cơm gấp mắm, chi tiêu đúng việc, đúng thời điểm, tránh lãng phí. Bạn có thể nhân cơ hội này để tính toán, đánh giá lại chiến lược và phương thức kinh doanh, cải thiện hình thức quảng bá sản phẩm nhằm thu hút thêm khách hàng. Chuẩn bị đầy đủ tới cuối tháng bùng sức đẩy mạnh kinh doanh nhằm đúng thời điểm cuối năm để đánh trúng tâm lý khách hàng. Lợi nhuận hứa hẹn sẽ rất khả quan. Tử vi tháng 10 âm lịch khuyên bạn nên tập trung ổn định chính tài hơn là ôm đồm thêm các khoản khác. Vừa tốn công vừa tốn sức có thể không đủ tiềm lực để theo đuổi, cuối cùng tiền mất tật mang. Nhất là những ai có tâm lý chờ vào vận may rủi, ham thích cờ bạc, cả đồ đỏ đen, cần phải nhanh chóng cảnh tỉnh bản thân, kẻo tham thì thâm, thậm chí vướng vào vòng lao lý tù tội. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo. Bước sang tháng Quý Hợi, các mối quan hệ tình cảm của con giáp người tuổi Hợi có thể có một số biến động thay đổi. Tâm trí của bạn dành phần lớn cho công việc nên có xu hướng bỏ bê, không chăm sóc đời sống tình cảm. Nguyệt lệnh lâm đế vượng khiến bản mệnh thường mải mê theo đuổi công danh, lại do công việc có nhiều nhưng không có ý kiến, con giáp này luôn phải ngược xuôi tìm cách tháo gỡ và giải quyết khó khăn, càng không có thời gian để lo chuyện yêu đương. Điều này với người độc thân thì không mấy ảnh hưởng, bởi dù sao, trong tháng tự hình, người tuổi Hợi không để ý nhiều tới cảm xúc của mình. Bạn rơi vào trạng thái thụ động về mặt cảm xúc, chưa sẵn sàng đón nhận những mối quan hệ mới nên cũng không muốn gặp gỡ hay tìm hiểu ai ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, nếu là người đã có đôi, việc bạn cắm đầu cắm cổ vào công việc có thể tạo ra khoảng cách giữa cả hai. Bạn nên tìm cách cân bằng công việc và đời sống cá nhân của mình để không khiến hạnh phúc bị sức mẻ. Thời gian này, mối quan hệ của hai bạn có thể phải đối mặt với một số thách thức, đòi hỏi cả hai phải cùng nhau vượt qua. Đồng thời, đó cũng là cơ hội để cả hai bạn cùng phát triển và hoàn thiện. 4. Luận về phương diện sức khỏe. May mắn là tình hình sức khỏe của con giáp này vẫn ở mức ổn định. Chỉ cần chú ý điều chỉnh nhịp sống và công việc thì gần như không có vấn đề nào phải lo lắng. Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, trắc trở, song bạn vẫn không quá mức nhục trí. Những suy nghĩ tích cực sẽ góp phần giúp bạn cảm thấy phấn chấn và khỏe mạnh hơn. Việc chú ý tới an toàn là rất cần thiết. Tháng này, người tuổi Hợi nên cẩn thận, chú ý nhiều hơn đến từng chi tiết trong cuộc sống sẽ có nhiều lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt là đừng quên học cách chăm sóc bản thân. Ngoài ra, bạn cũng nên xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh, duy trì tập luyện
và nghỉ ngơi hợp lý, tránh làm việc quá sức, kiểm tra sức khỏe thường xuyên, duy trì thói quen sinh hoạt tốt có thể giúp bạn khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Hợi vào tháng 10 âm lịch năm 2023 như sau. 1. Tuổi Đinh Hợi, mệnh thổ. Nam sao Thái Âm, nữ sao Thái Bạch, khẩu quyết. Bỏ ra nhiều công sức nhưng chưa chắc đã thu về thành quả mong muốn. Quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Thìn. Tiểu nhân, tuổi Tuất, tuổi Tỵ. Màu sắc may mắn, màu hồng, màu vàng. 2. Tuổi Kỷ Hợi, mệnh mộc. Nam sao Thổ Tủ, nữ sao Phần Hợi, khẩu quyết. Làm gì cũng muốn công việc suôn sẻ, nhưng không thấy hăng hái, thường xuyên có nhận cảm giác mệt mỏi, lười biếng. Quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Dần. Tiểu nhân, tuổi Ngọ, tuổi Dậu. Màu sắc may mắn, màu vàng, màu đỏ. 3. Tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, mệnh kim. Nam sao Thái Âm, nữ sao Thái Bạch, khẩu quyết. Việc kiếm tiền trở nên chật vật hơn, nguồn thu gặp khó khăn. Quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tiểu nhân, tuổi Mão, tuổi Sửu. Màu sắc may mắn, màu trắng, màu nâu. 4. Tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, mệnh thủy. Nam sao Thái Dương, nữ sao Thổ Tủ, khẩu quyết. Có xu hướng bỏ bê, không chăm sóc đời sống tình cảm. Quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Thân. Tiểu nhân, tuổi Tỵ, tuổi Sửu. Màu sắc may mắn, màu tím, màu cam. 5. Tuổi Ất Hợi, sinh năm 1995, mệnh hỏa. Nam sao Thổ Tủ, nữ sao Phần Hợi, khẩu quyết. Sức khỏe ổn định, chú ý điều chỉnh nhịp sống và công việc. Quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Tuất. Tiểu nhân, tuổi Thìn, tuổi Ngọ. Màu sắc may mắn, màu đỏ, màu trắng.